Vâng, xin kính chào toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán cô tô cụ giá rẻ nhất cả nước ạ. Buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bà con cô bác xem với những mẫu xe tầm tiền nó ít ít thôi, dưới 200 và 5 chỗ bản sedan. Bà con cô bác chúng ta đang có ý định mua xe hoặc là chúng ta tham khảo thôi, đấy thì có thể vào video của em để chúng ta xem này. Mình quan tâm con nào thì có thể chụp hình lại cái điện thoại đấy, màn hình nhé, và gửi qua Zalo cho em qua số điện thoại là 0397265286. Thì em sẽ gửi thông tin chi tiết như là hình ảnh, đăng ký đăng kiểm của xe để chúng ta xem và chúng ta tham khảo nhé. Vâng, địa chỉ của bên em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10, gần chân cầu vượt Quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng ạ. Đặc biệt cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì em sẽ đi báo giá luôn để cho bà con chúng ta xem cho chúng ta tham khảo. Vâng, chiếc màn này nhỏ, bà con cô bác đây là một chiếc xe cũng tầm tiền 120 triệu thôi mà sở hữu ngay một chiếc xe tự động đời cũng khá là cao ạ. Bullitt XL được sản xuất năm 2009 với động cơ máy 1.8 tự động. Chiếc xe mang biển Hải Phòng 16N3984. Với dòng xe Bullitt này thì được trang bị điều hòa auto nữa cơ. Đây, em quay phần nội thất của chiếc xe đây. Đây ạ, đấy. Trang bị điều hòa auto này, màn hình Android to vật vã đây. Đấy, số má thì còn rất là ok. Ghế da mới rất là đẹp đây nhá. Đấy, ghế da của nó đây ạ. Trần của chiếc xe thì vẫn là trần nỉ này, 5 chỗ. Đặc biệt với chiếc này thì trang bị túi khí an toàn đầy đủ ạ. Đây, nội thất đằng sau của chiếc xe này. Và đặc biệt thì xe được trang bị 4 bánh la đăng đúc nhá, 4 bánh la đăng đúc. Đấy. Phanh đĩa 4 bánh luôn. Đây, đấy. Lốp dép phải nói là còn rất là dày. Và giá này thì chỉ có 19 triệu thôi. Đấy. 119 triệu đồng sở hữu ngay một em Bullitt X-Trailer 2009 đăng kiểm tháng 6 2023. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Daewoo Gencia nhập khẩu 2010 với động cơ máy 1.2. Chiếc xe mang biển Bắc Linh 99A 53803. Với cái dòng xe như thế này thì Gencia nhập thì nó chỉ trang bị động cơ máy 1.2 thôi, còn dòng xe Gencia Việt nó sẽ là 1.5. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 4 chấu ạ, còn Gencia Việt nó sẽ là 3 chấu. Được trang bị ghế nỉ nguyên bản này. Màn hình to phạt luôn, trần cũng là trần nỉ, có cả cam hành trình. Hệ thống gương tính điện cục xe nguyên bản theo xe, cũng như là trang bị la đăng đúc đây ạ. Chiếc xe được mang trên mình sơn si màu xám lông chuột nhé, giá là 169 triệu. Hôm qua em về một con 2010 biển Tố Đô Hà Nội, nhỉnh hơn con này một chút thôi. Giá thì cũng hơn con này tầm khoảng vài triệu thôi ạ. Một chiếc xe Gencia nữa, mà đây là bản Việt này, đấy để so sánh và phân biệt một chiếc xe Gencia nhập và một chiếc xe Gencia Việt. Thì con này là Việt, nó được trang bị la đăng sắt nguyên bản theo xe này. Và đương nhiên là dòng xe này nó sẽ không có túi khí đâu. Với chiếc Gencia Việt này thì nó chỉ trang bị vô lăng 3 chấu. Đây, đấy. Gencia Việt nó sẽ là vô lăng 3 chấu, nhập nó sẽ là 4 chấu nhé. Chiếc xe thì được bọc thêm một cái áo ghế đây. Đấy. Chứ còn nguyên của nó ghế màu xám ạ. Trần 3D này cũng có màn hình đầy đủ ạ. Dòng xe Gencia Việt thì nó được trang bị kính điện và gương của nó thì sẽ chỉnh bằng cơ nhé. Giá của chiếc xe Gencia này là 136 triệu đồng thôi. Màu trắng nhìn cũng rất là đẹp bởi vì chủ xe họ có dán là tem đề can này. Nhìn con xe nó cũng rất là thể thao. 136 triệu, 4 số, 1 chủ từ đầu nhé. Biển Thái Bình, quê lúa đấy ạ. 17K9046 Daewoo Gencia đăng kiểm đến tháng 7 2023 đấy ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe phân khúc hạng C. Nếu mà cái thời điểm khi mà chúng ta mua con này mới đấy ạ, phải nhà nào thật sự có điều kiện hoặc là cán bộ nhà nước mới có thể sở hữu được chiếc xe này. Đó là mẫu xe Forerunner được sản xuất năm 2002, động cơ máy 1.8 bản đủ nhé. Dòng xe bản đủ thì nó sẽ có túi khí an toàn này, 4 phanh đĩa. Mặc dù cái là biển 4 số 1 chủ nhưng mà qua hai đời giữa hai người sử dụng rồi. Chủ đầu tiên là ông Hà Nội, đó là ông chính chủ xe này, và người thứ hai đó là thầy chùa ở Hà Nam sử dụng.
Ông đi được một thời gian và ông đã tiến cúng chiếc xe này cho thầy chùa Hà Nam rồi. Cho nên là thầy đi cũng rất là giữ gìn, kể cả chủ đi cũng rất là giữ gìn. Vô lăng của xe còn đẹp thế này cơ mà. Đấy. Xe trang bị túi khí an toàn có này. Màn hình có cam hành trình. Trần con này vẫn là trần nỉ nhá. Ghế da của nó đây. Nói về điều tâm linh, ai mà mua bán nhỉ? Chúng ta quan trọng về lộc về lá thì chiếc xe này mà đã mua của thầy chùa về rồi thì chúng ta phải nói là rất nhiều lộc và rất là nhiều may mắn luôn. Bình an may mắn nhá. Chiếc này thì em đang bán chỉ có 135 triệu thôi. Forerunner 2002, đăng kiểm đến tháng 6 2023. Đặc biệt hệ thống đèn của nó thì đã có đèn bi rồi này. Một chủ biển Hà Nội 29S5245. Tiếp tục đây là một chiếc xe đời cũng khá là cao, tầm tiền thì cũng chỉ có 200 lẻ thôi. Bộ xe Nissan Soli được sản xuất năm 2013 với động cơ máy 1.5 số sàn. Chiếc xe mang biển Hà Tĩnh 38A06034. Với chiếc xe Nissan Soli này thì được trang bị na đăng đúc rồi này. Đăng kiểm đây rất là dài, tháng 3 2023. Với tầm tiền này thì chúng ta chỉ mua được số những dòng xe như là Vios Limo đấy, thì nó sẽ không có túi khí. Nhưng với chiếc xe này đấy, chúng ta có thể được đầy đủ những cái tính năng cần thiết. Đó là túi khí này, ABS đầy đủ luôn. Trần thì trang bị trần 3D đây. Còn hành trình nữa này. Lót sàn 3D và thảm để chân đi kèm đấy ạ. Giá của chiếc xe Nissan Soli này thì là 205 triệu nhé. Bao gồm phí giúp hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho toàn thể bà con cô bác nhé. Đấy. Đấy, 205 triệu thôi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Daewoo Gentra được sản xuất năm 2010. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Chiếc xe hiện tại mang biển 89 là Hưng Yên 89A34919 ạ. Là đăng kiểm của nó này, tháng 6 2023. Ghế đi ạ, sạch sẽ. Màn hình DVD rồi. Một chiếc xe gia đình sử dụng nên vô lăng của chiếc xe nó còn rất là đẹp nhé. Đây, vô lăng của chiếc xe đẹp. Gentra Việt thì nó sẽ trang bị kính điện và gương của nó thì nó sẽ chỉnh bằng cơ. Vâng, 139 triệu đồng cho mẫu xe Daewoo Gentra 2010, xe gia đình không dịch vụ và không taxi ạ. Đặc biệt ngày hôm nay thì em chỉ báo giá cho bà con xem những mẫu xe tầm tiền nó rẻ rẻ thôi. Dưới 200. Đây, một chiếc xe Hyundai Venue nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn, được sản xuất năm 2010. Xe được lên form mới rồi nhé. Đấy, form mới. Dạ vâng, em xin lỗi một tí là em có điện thoại của khách ạ. Dạ, em nghe đây. Điền gầm thì bây giờ anh cọc thì anh chiều anh cọc đi, em bảo anh em làm điền gầm cho nó đi đăng kiểm sau. Vâng, dạ. Vâng, vâng, dạ. Vâng, em tiếp tục quay lại phần báo giá này. Với chiếc xe này thì được trang bị vô lăng 3 chấu này, 2010 lên form mới rồi. Nội thất ghế màu đen. Trần thì trang bị trần 3D nhưng mà màu là màu cam này. Có màn hình to phạc luôn, cam hành trình ạ. Dòng xe nhập khẩu đến tôn vỏ của nó cũng khá là dày dặn nhé. Xe chạy rất là đầm. Lốp dép đi ạ. Chiếc xe mang biển thủ đô Hà Nội 30A49100 2010 cái là lên form mới, nhìn nó cũng rất là đẹp. Chứ còn nếu mà 208 và 209 thì form của nó vẫn là form cũ ạ. Giá bán của chiếc xe Hyundai Venue 2010 form mới này là 182 triệu đồng. Đương nhiên là giá bán vẫn còn bớt và còn thương lượng rồi. Nếu mà bà con quan tâm thì cứ gọi điện cho em. Hợp lý là giá nào cũng bán nha. Trên đây thì còn một số những dòng xe ít ít tiền nữa. Như là Vios Limo này hoặc là
Gen sang nhập này đấy, hoặc là như là Verna hoặc là Elantra đấy, rất là nhiều dòng xe ít ít tiền. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios Limo được sản xuất năm 2010 nhé, với động cơ máy 1.5 số sàn, chiếc xe mang biển Hải Phòng 15A26921. Đặc biệt đây là một chiếc xe phải nói là rất là đẹp luôn ạ. Được trang bị 4 phanh đĩa, cái này chủ xe họ độ nhé, độ 4 phanh đĩa. Hệ thống xi nhan trên gương đăng kiểm của chiếc xe đây, tháng 12/2023. Đây, đấy, xe được độ 4 phanh đĩa, đây à. Đấy, trong đây nó hơi tối một chút thôi, nhưng mà đây, đấy, 4 phanh đĩa nhé. La đăng của nó đấy ạ. Đặc biệt con này thì chủ xe họ độ, tay nắm cửa bay ướt e xịn cơ. Bên trong của chiếc xe này. Đấy. Để em cho cái màn hình nó sẽ sáng lên một tí nhé. Đây ạ, đấy. Với chiếc xe Vios Limo 2010, đặc biệt chủ xe họ đã độ 4 cái tay nắm cửa của chiếc xe Vios E cơ. Độ này độ xịn luôn nhé. Đấy, mua cái hàng xịn trần nỉ này, độ thất đây. Xe chạy phải nói là rất là thích ạ. Cửa giá đóng rất là chắc chắn. Chiếc xe này thì em đang bán là 189 triệu đồng thôi. Vios Limo 2010, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng nhé. Một chiếc xe Gentia nhập 2010 với tầm tiền cũng dưới 200 đây. Con này mới về ngày hôm qua thôi, mang biển thủ đô Hà Nội 29A13588 ạ. Dòng xe Gentia nhập này thì nó chỉ động cơ 1.2 không phải là 1.5 đâu. Trang bị vô lăng 4 chấu này, hai từ khí an toàn, một bên lái, một bên phụ, nội thất đây. Ghế da là ghế da xịn nhé, ngồi nó rất là êm đấy ạ. Đấy. Nó là rất là êm và thoải mái, trần nỉ này. Cam hành trình, nhưng mà con này như là cam thì nó hỏng rồi. Hệ thống gương kính điện, cục xe là nguyên bản theo xe. 175 triệu cho mẫu xe Gentia nhập 2010 nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe với tầm tiền hơn 200 một chút thôi. Nissan Soli được sản xuất năm 2013 với động cơ máy 1.5 số sàn. Mẫu xe mang biển Hải Phòng 15A23763. Với tầm tiền này thì phải nói là rất là hợp lý đấy ạ. Nhiều bà con chúng ta tầm tiền ít ít, chúng ta muốn mua một chiếc xe nào đời cao cao một tí mà có những cái tính năng cần thiết như từ khí ABS thì con này nó phải nói là rất là đáng để chúng ta suy nghĩ nhé. Xe thì có trang bị màn hình Android rồi này, điều hòa thì điều hòa cơ nóng lạnh hai chiều, cổ số tương đối khá đẹp nhé. Trần con này vẫn là trần nỉ đây. Đặc biệt về phần chất lượng của chiếc xe phải nói là rất là đẹp ạ. Màu bạc xịn này, keo chỉ zin 100%, tất cả ốc áp còn chưa vặn chưa tháo gì. Và về phần máy của chiếc xe thì zin từ mặt tàn cò đấy ạ, đăng kiểm dài nhé. Con này thì em có thể bao tết thợ hoặc là tết hãng thoải mái luôn. 215 triệu mà có thể bao tết thợ tết hãng thì bà con chúng ta cũng đã biết về cái chất lượng của chiếc xe rồi. Đấy, mang biển Hải Phòng 215. Bao rút hồ sơ bao vận chuyển cho bà con ạ. Vâng, và tiếp tục đây là một chiếc xe với tầm tiền cũng dưới 200 đây. Mẫu xe Hyundai Venue được sản xuất năm 2008, động cơ máy 1.4 nhé. Con này thì số sàn, xe nhập. Trước đây là cũng dịch vụ và hiện tại thì nó đã ra tên tư nhân rồi. Đây bên trong của chiếc xe đây. Kính điện và gương của nó thì vẫn là chỉnh bằng cơ ạ. 158 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Venue 2008, con này dịch vụ và ra tên tư nhân rồi. Đằng sau thì có một số dòng xe khác mà em không quay nội thất đâu, vì trời rất là tối không quay phần nội thất được. Tiếp tục đây là một chiếc xe cũng tầm tiền dưới 200, Hyundai Solota, được sản xuất năm 2004 nhé, với động cơ con này là 2.0 tự động. Đời sâu như thế này mà có trang bị như là ghế điện bên hàng ghế lái, từ khi an toàn có luôn, biển thủ đô Hà Nội. 172. Daewoo Lancetti bản SE được sản xuất năm 2010
có động cơ máy 1.6 số sàn, chiếc xe mang biển 37 là Nghệ An 218. Đặc biệt con này chủ xe họ đã đổ khá nhiều đồ rồi, hai mấy gần 30 triệu tiền đồ, đó là như là hệ thống đèn bi này, la đăng đúc này, màn hình cao ngồi và có cả cam hành trình ạ, giá là 218. Và tiếp tục với một chiếc xe cũng tầm tiền 200 lẻ thôi, sở hữu ngay một chiếc xe số tự động, đó là mẫu xe Daewoo Lachetti bản CDX được sản xuất năm 2008, có động cơ máy 1.6 tự động, này nó không có cửa sổ trời, bản đủ nó sẽ có cửa sổ trời ạ. Con này thì cũng có điều hòa auto, cũng có còn để lổ rồi, biển Bắc Giang 205 thôi. À, vâng, vừa rồi thì em cũng đã tranh thủ đi báo giá cho bà con xem những cái mẫu xe tầm tiền nó trên dưới 200 thôi đấy. Nên là bà con cô bác chúng ta đang có nhu cầu quan tâm đấy, thì có thể nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286 ạ. Đặc biệt bà con xem video đầu tiên của em thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ với em nhé. Vâng, cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.